Vị chiều ngày 15 tháng 4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt là VCCI đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020, PCI 2020 dựa trên khảo sát gần 12.300 doanh nghiệp. Theo kết quả này, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ tư liên tiếp với số điểm đánh giá 75,09, tăng 2,69 điểm so với năm 2019. Đây là năm thứ tư liên tiếp Quảng Ninh đứng ở vị trí quán quân này. Đứng thứ hai vẫn là Đồng Tháp, nhưng năm nay Long An đã vươn lên nắm giữ vị trí số 3 của Vĩnh Long, Bình Dương, Đà Nẵng lần lượt đứng thứ tư và năm. Vĩnh Long tụt xuống vị trí thứ sáu, còn Hải Phòng đã lọt vào top 10 ở vị trí thứ bảy. Bến Tre, Hà Nội, Bắc Ninh giữ các vị trí còn lại của top 10. Đáng lưu ý, chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam cải thiện theo thời gian. Đây là năm thứ tư liên tiếp, tỉnh Trung vị trong bảng xếp hạng có điểm PCI trên 60 điểm, khoảng cách điểm số giữa tỉnh có kết quả cao nhất và tỉnh có kết quả thấp nhất tiếp tục xu hướng thu hẹp. Điều đó cho thấy các tỉnh nhóm sau trong bảng xếp hạng PCI đang có nỗ lực để thu hẹp khoảng cách với các tỉnh dẫn đầu. Báo cáo PCI nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh thành phố ở Việt Nam. Ngoài ra, báo cáo PCI 2020 còn định vị sức hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư và phản ánh kỳ vọng về các nỗ lực cải cách trong năm năm tới.